Domus DP6120 Max hay BK CS525. Cặp loa nào sẽ là cặp loa hoàn hảo cho các bác dành cho bộ dàn karaoke gia đình nhà mình? Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc chạm trán so sánh nhanh giữa hai cặp loa cùng đến từ thương hiệu Nhật, hàng chính hãng và đang được phân phối tại Bảo Châu Lex. Và điều đặc biệt, đây đều là hai cặp loa Full Bass 30 đến từ thương hiệu Nhật dưới 15 triệu đồng bán chạy nhất tại hệ thống showroom của Bảo Châu Lex. Và chắc chắn qua video ngày hôm nay thì các bạn sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình là cặp loa Domus DP6120 Max hay BK CS525. Và ngay bên cạnh Đức Anh chính là hai đối thủ trong video ngày hôm nay. Bên tay phải của tôi đây chính là cặp loa Domus DP6120 Max. Và bên tay trái của tôi đây chính là cặp loa BK CS525. Đầu tiên thì chúng ta đều biết đây là mẫu loa Full Bass 30 có cái mức giá dưới 15 triệu đồng cùng đến từ thương hiệu Nhật. Nhưng cụ thể thì mức giá nó sẽ như thế nào? Domus DP6120 Max thì hiện tại đang có mức giá phân phối tại Bảo Châu Lex là 13.490.000 đồng. Còn với BK CS525 thì đang có mức giá phân phối chính hãng tại Bảo Châu Lex là 13.900.000 đồng. Như vậy là về mức giá thì hiện tại Domus đang có cái độ mức giá tốt hơn vài trăm nghìn so với dòng BK CS525. Về mặt thiết kế thì có lẽ là mỗi người một vẻ đúng không các bác? Và các bác có thể thấy được, nếu như mà nhìn sơ qua thì chúng ta có thể thấy được là với Domus nó có cái độ thon gọn, nhỏ gọn hơn so với BK CS525. Và BK CS525 thì nó đem đến cho chúng ta một cái sự hầm hố chắc chắn, đơn giản và không quá cầu kỳ. Với cái lối sử dụng e căng bằng kim loại này, logo khắc CNC bằng kim loại rất là nổi bật. Và đương nhiên sử dụng một cái lớp sơn đen lì rất là bám và rất là chắc. Và BK CS525 thì nó mang một cái hơi hướng một chút cổ điển và chắc chắn. Còn nếu như các bác mà quay sang bên này thì có thể nhìn thấy Domus là mang một cái hơi hướng hiện đại và màu mè hơn một chút, gọi là mềm mại hơn một chút. Ngay cái điểm đầu nhấn đầu tiên mà các bác có thể nhìn thấy đó là cái phần logo Domus Pro Sound này. Nó là logo phát sáng thì đã đem lại cho chúng ta một cái ấn tượng riêng biệt rồi. Thứ hai, đương nhiên e-căng vẫn bằng kim loại và được sơn tĩnh điện màu đen. Lớp sơn của dòng loa Domus này thì sử dụng một cái lớp sơn bóng mà có lẽ là tôi thích hơn so với lại dòng sơn lì của BK CS525. Và bên hông này, ở hai bên hông này nó sẽ có dòng Domus, dòng chữ Domus dập chìm ở phần thân vỏ rất là đẹp. Và đấy là một trong những cái điểm cá tính LED riêng của hãng Domus update trên cái phiên bản mới này. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá trực tiếp hai mẫu loa qua hệ thống driver bass, driver chest mà mạch phân tần của hai mẫu loa này. Ở bên này sẽ là hệ thống loa Domus DP6120 Max mà tôi đã bóc cái căng ra. Và bên này sẽ là BK CS525. Cả hai mẫu loa này đều sở hữu cho mình một hệ thống driver bass 30cm như thế này. Và đều sử dụng đó là gân bằng gân vải và là sóng đôi. Đấy các bạn nhé. Đó. Cả hai mẫu loa này thì các lớp keo chỉ rất là đẹp và rất là tỉ mỉ. Đối với này màng loa bass của Domus 6120 Max thì nó được phủ một lớp keo bóng ở bên trên và phần nón hơi dẹp một chút. Còn đối với BK CS525 thì cái phần màng loa bass thì nó sẽ là dạng sần một chút và phần nón thì nó được nhô cao hơn đó. Và cái đường keo gắn nón của loa bass cũng khá là đặc biệt và quý bạn có thể thấy nhìn hơi bóng bóng đúng không ạ? Đó, đây là BK nhá. Phía bên trên thì chúng ta có một hệ thống driver chép, thì hai mẫu loa này là sử dụng hệ thống driver chép khác nhau hoàn toàn. Nếu như các bác có thể nhìn trực quan ở đây thì các bác có thể thấy được là BK CS525 có cái sử dụng cái củ loa chép to hơn, đúng không? Kích thước to hơn so với lại Domus DP6120 Max đây, các bác có thể thấy ngay. Về cái độ góc mở thì hiện tại thì BK này cũng có độ góc mở to hơn rất là nhiều so với lại BK Domus 6120 Max. Cụ thể là BK là đạt 170 và Domus thì đâu đấy nó sẽ khoảng tầm 90-60 gì đó. Đấy các bác có thể thấy nhá. Đó. Và chúng ta có thể thấy được là chúng ta soi luôn với củ chép của BK thì chúng ta thấy được nó cũng sử dụng cái lam châm gọi là lam châm đơn đó và là từ thường các bác nhá. Còn đối với lại Domus thì nó cũng sử dụng lam châm đơn và từ thường. Nhưng đối với BK thì họng rất là to nhưng mà củ lam châm thì lại nhỏ hơn. Còn Domus thì họng bé hơn nhưng mà lại sử dụng cái củ lam châm lại to hơn. Đó, đây là phần lam châm ở phía sau của hai driver chép BK cũng như là Domus. Đây, tôi sẽ quay cùng chiều cho các bác đấy nhá. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thấy thông số của Domus thì sử dụng cái chép này là 44026 8 ohm 80W.
Con BK này thì hiện tại là tôi cũng chưa thấy thông số nó ghi trên này. Đó, các bác có thể thấy nhá. Và đây là phần củ bass, phần nam châm của củ bass của mẫu BK và mẫu Domus đây. Xét về một cái khách quan ở đây mà chúng ta có thể nhìn thấy thì là hai cái dòng củ bass này nó sử dụng cái kích thước nam châm từ thường khá là giống nhau. Về đường kính cũng như là về cân nặng của hai cái củ bass này tôi cũng thấy là nó cũng xem nhau thôi. Đó, khá là nặng các bác ạ. Rồi, chúng ta có thể thấy được là toàn bộ khung xương này bằng nhôm. Đấy, các bác có thể thấy ngay. Đấy, khung xương nhôm nhá. Rồi, nó không phải không sử dụng lại bằng gang. Rồi, các cặp bát loa thì nó cũng được thiết kế y hệt nhau này. Đó. Nếu như các bác nhìn ở đây thì các bác có thể thấy được cái phần màng của loa bát ở phần nó sẽ khác nhau nhá. Đây là của BK này, vật liệu này. Đấy, vật liệu là màng loa bát này, màng giấy này. Đây, bên này của Domus thì nó sẽ có cái phần khác. Bên này cảm giác BK nó mịn hơn một chút, Domus thì kiểu hơi sần sần ở mặt trong. Rồi chúng ta sẽ thấy được cái phần nhện loa. Nhện loa ở đây thì Domus sử dụng nhện loa màu vàng. Đó, các bác có thể thấy ngay, đó, nhện loa màu vàng. Còn với BK thì chúng ta sẽ có cái nhện loa màu gì? À, chúng ta có nhện loa màu lâu đất. Đó, đó khác biệt nhá. Đó. Và đây chính là bộ mạch phân tần của mẫu loa BK CS525. Đó. Chúng ta sẽ có những con tụ, con trở và cả cuộn cảm ở đây. Đó, chúng ta sẽ xem nhé. Cái này thì chúng ta sẽ xem qua thôi. Ok. Còn phía bên này thì chúng ta sẽ thấy được là phần mạch phân tần của hệ thống loa Domus DP6120 Max. Đó, nó cũng đầy đủ các trở, tụ và cuộn cảm ở đây. Và chúng ta có thể thấy được rõ. Đó, ở phần này là phần đèn này. Đấy, các bác có thể thấy ngay nhé. Quả thực là chúng ta vừa khui nội thất bên trong thì có thể thấy được là những cái dòng thương hiệu của Nhật thì từ những cái linh kiện rồi những cái phần chỉn chu ở bên trong, những cái chi tiết nhỏ nó được rất là chỉn chu. Hệ thống driver bass này, driver chép hay hệ thống mạch phân tần thì rất là đẹp và rất là chắc chắn đúng không các bác? Và sau cái quá trình mà chúng ta đã biết được thông số cơ bản cũng như là sâu nội thất rồi thì chắc chắn đến cái khâu quan trọng hơn, đó là trải nghiệm âm thanh của hai mẫu loa đến từ Nhật Bản này, BK CS525 và Domus DP6120 Max ngay bây giờ nhé. Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làm xa, chiều lại vang, bên ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dầu thắp môi tình quê, có con trâu. Có đơn sâu khiến những đợt này mơ bao lâu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với niềm đau, với niềm châu, ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu thăm tìm em mồ bia kín trong nghĩa địa buồn, bạn anh đó đang say hồ điên. Xin cảm ơn người nằm xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi thì các bác cùng với Đức Anh đã được đánh giá chi tiết về hai cái mẫu loa đến từ thương hiệu Nhật Bản ngày hôm nay, Funbat 30 dưới 15 triệu đồng, Domus DP6120 Max và BKCS525. Quả thực để mà đưa ra một cái sự lựa chọn về hai mẫu loa này cũng tương đối là đau đầu, đúng không các bác? Riêng về quan điểm cá nhân của Đức Anh nhé, thì Đức Anh vẫn thích lựa chọn cặp Domus 6120 Max này. Bởi vì sao? Là Đức Anh muốn cái sự thiết kế nhỏ gọn một chút và cái chất âm của nó sạch một chút. Bởi vì sao? BK thì CS525 nó thiết kế hầm hồ hơn và nó có cái cường độ mạnh về giải bass tốt hơn một chút so với Domus. Nhưng nếu mà xét về cái độ trong và cái theo cái sở thích từng người thì có lẽ là mỗi người có một sở thích, và riêng Đức Anh thì sẽ vote cho Domus 6120 Max. Còn nếu như bác nào mà thích cái độ bass uy lực hơn thì chúng ta lựa chọn BK CS525 nhé. Mức giá thì chênh nhau vài trăm nghìn, chúng ta có thể bỏ qua cái phần này. Nếu như các bác mà muốn tư vấn hơn, sâu hơn và muốn trải nghiệm tất cả những cái mẫu loa karaoke đang hot nhất ở trên thị trường hiện nay thì có thể qua trực tiếp showroom của Bảo Châu Lake trên toàn quốc, 15 cơ sở các bác nhé. Hoặc là liên hệ đến số hotline 1900 0255, di động cá nhân của Đức Anh là 0941859988 để được tư vấn và hỗ trợ cho các bác. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.